Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine trách phương Tây không giữ lời. Tổng thống Zelensky hôm nay nói trong buổi truyền hình trên mạng xã hội Telegram, chúng tôi đã nghe những lời hứa suốt 13 ngày. Họ hứa giúp chúng tôi trên bầu trời sẽ có máy bay và chúng sẽ được chuyển cho chúng tôi. Nhưng trách nhiệm thực hiện phụ thuộc những người không thể ra quyết định ở phương Tây suốt 13 ngày qua. Những người không thể bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi lực lượng Nga. Trong cuộc họp trực tuyến với các nghị sĩ Mỹ tuần trước, Tổng thống Zelensky đã khẩn thiết kêu gọi Washington giúp Kiev có thêm chiến đấu cơ để duy trì năng lực kiểm soát không phận, đối phó với chiến dịch của quân sự Nga. Ngoại trưởng Antony Blinken hôm ngày 6 tháng 3 xác nhận, Mỹ đã bật đèn xanh cho ý tưởng này và đang thảo luận tích cực để Ba Lan, một thành viên NATO, cung cấp chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine. Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Peter Mueller nói, Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ Ukraine về mặt chính trị, đồng thời mở cửa biên giới cho người tị nạn từ Ukraine, nhưng dường như không thực sự nhiệt tình với đề xuất chuyến tiêm kích của Mỹ. Tổng thống Zelensky cùng một số quan chức cũng kêu gọi phương Tây lập vùng cấm bay trên vùng trời Ukraine. Những người ủng hộ ý tưởng tin rằng điều này sẽ cắt đứt hoạt động đường không của Nga, ngăn đà tiến công của quân đội Nga về phía Kiev. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Biden đã thể hiện quan điểm rõ ràng và nhất quán rằng họ sẽ không cân nhắc phương án lập vùng cấm bay ở Ukraine vì lo ngại những hệ quả nguy hiểm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đồng ý rằng việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine có thể kích động một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Hành lang ngừng bắn cứ dựng lên là sụp đổ ở Ukraine. Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine kết thúc mà không có đột phá, ngoài những bước tiến nhỏ về thiết lập hành lang nhân đạo. Theo Interfax, Nga đã thông báo ngừng bắn tạm thời tại Ukraine từ 9 giờ sáng ngày 8 tháng 3 giờ Kyiv và cung cấp hành lang nhân đạo từ Kyiv cùng nhiều thành phố khác. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết rằng các hành lang nhân đạo ở Kyiv, Mariupol, Sumy, Chernihiv cho mọi người lựa chọn nơi mà họ muốn đến. Thông báo sơ tán của Nga giữ nguyên điểm đến của các tuyến sơ tán là Nga hoặc Belarus, điều mà phía Ukraine không chấp nhận. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết, người dân Ukraine sẽ không đến Belarus để bắt máy bay qua Nga. Hiện chưa rõ có thể sơ tán người dân khi Nga tuyên bố ngừng bắn hay không. Sputnik dẫn lời quan chức phái đoàn đàm phán của Nga cho biết, vòng đàm phán thứ tư sẽ sớm diễn ra, bày tỏ hy vọng việc sơ tán dân thường ở các hành lang nhân đạo sẽ được nối lại thuận lợi. Cùng với đó, Ukraine nói rằng đà tiến công của Nga chậm lại đáng kể. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay đăng lên Facebook bản cập nhật thông tin chiến trường, cho biết quân đội nước này đang tiếp tục chiến đấu chống lại lực lượng Nga khắp đất nước khi cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 13. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ vẫn phòng thủ ở ba mặt trận phía Bắc, phía Đông và phía Nam, trọng điểm là thủ đô Kiev cùng các thành phố Chernihiv, Mykolaiv. Báo cáo có đoạn, đối phương tiếp tục tiến công, nhưng đà tiến của lực lượng này đã chậm lại đáng kể. Phía Ukraine tuyên bố lực lượng không quân nước này đã đẩy lùi thành công các đợt tập kích tên lửa và không kích của Nga, đồng thời cung cấp hỏa lực yểm trợ các đơn vị dưới mặt đất, nhưng không đưa ra bằng chứng chứng minh. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Anh hôm ngày 7 tháng 3 cũng công bố báo cáo tình báo mới nhất, trong đó đánh giá rằng lực lượng Nga chỉ tiến quân ở mức độ tối thiểu vào cuối tuần qua. Nga đến nay có nhiều khả năng chưa đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó, báo cáo của tình báo Anh nhận định. Thêm rằng quy mô và sức kháng cự của Ukraine tiếp tục gây bất ngờ cho Nga. Quân đội Nga được nhận định đạt được những bước tiến đáng kể ở miền nam Ukraine, song ở phía Bắc, nhiều hoạt động của lực lượng này đang bị đình trệ, như đoàn xe quân sự dài 64 km bị ùn lại ở ngoại ô Kiev nhiều ngày. Nga chưa bình luận về những thông tin nói lực lượng nước này bị giảm đà tiến công ở Ukraine gần đây. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm ngày 6 tháng 3 nói, chiến dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ không chấm dứt cho đến khi chính quyền Kiev ngừng kháng cự và thực hiện những yêu cầu do Moscow đưa ra. Theo đó, thưa quý vị, một quan chức Nga đã đưa ra bình luận về mối quan hệ giữa Moscow và Washington đã tới điểm không thể quay đầu. Ông Alexander Dachizev nói với Interfax hôm ngày 8 tháng 3, chính những hành động thù địch của Washington cùng thái độ thờ ơ khi Nga yêu cầu đảm bảo an ninh, ràng buộc về mặt pháp lý đã đẩy quan hệ Nga-Mỹ đến điểm không thể quay đầu. Một lần nữa, ông Dachizev nhắc lại những đảm bảo an ninh mà Nga mong muốn, trong đó có việc NATO ngừng mở rộng, ngừng triển khai lực lượng tấn công gần biên giới chung với Nga và việc khôi phục trạng thái quân sự của NATO trở lại như năm 1997. Ông Dachizev nói, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Kyiv cùng thái độ dung túng cho Kyiv dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Donbass khiến chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đặt DPR và LPR dưới sự bảo hộ của chính mình. DPR và LPR là tên viết tắt của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, hai nhà nước tự xưng đòi ly khai ở miền đông Ukraine.
quan hệ Mỹ-Nga đang ở mức thấp nhất kể từ khi sau chiến tranh lạnh, đặc biệt là sau khi Moscow ra lệnh tấn công Ukraine. Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt vào Nga, khiến nền kinh tế của Nga chao đảo. Giá trị đồng rúp đã xuống đến mức thấp lịch sử. Nhiều công ty quốc tế cũng rời bỏ thị trường Nga. Thưa quý vị, triển vọng kinh tế toàn cầu u ám vì xung đột Nga và Ukraine. Theo Wall Street Journal, giá hàng hóa tăng vọt, các lệnh trừng phạt mạnh tay và nguy cơ cấm nhập khẩu năng lượng Nga đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu, vốn đã suy yếu nghiêm trọng bởi đại dịch. Nhiều ngân hàng trung ương lớn thế giới cũng gặp khó khăn trong việc triển khai kế hoạch thắt chặt các chính sách tiền tệ và tài khóa. Ở nhiều quốc gia, lạm phát đang tăng lên mức kỷ lục và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thị trường chứng khoán toàn cầu đỏ lửa, đồng USD gia tăng sức mạnh so với những loại tiền tệ khác. Các nhà kinh tế cảnh báo về nguy cơ đình lạm, tức tăng trưởng kinh tế đình trệ trong khi lạm phát leo thang. Giới quan sát từng cho rằng, tại những cuộc họp ấn định tỷ giá vào tuần tới, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nhanh chóng loại bỏ các chính sách nới lỏng tiền tệ và tài khóa. Nhưng giờ các nhà đầu tư cho rằng hai cơ quan này sẽ trở nên thận trọng hơn bởi những rủi ro về nền kinh tế mới. Các nước châu Âu vốn phụ thuộc vào năng lượng của Nga đang đối mặt với cuộc suy thoái thứ ba trong vòng 2 năm. Nền kinh tế Mỹ có triển vọng lạc quan hơn bởi Mỹ vẫn là nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới và khoản tiết kiệm hộ gia đình còn khá lớn. Nhưng ngay cả ở Mỹ, lạm phát tăng cao vẫn có khả năng ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng. Theo dữ liệu của ECB, chi tiêu và đầu tư của người tiêu dùng châu Âu đều thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Các nền kinh tế thị trường mới nổi lớn như Ai Cập cũng đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lương thực. Nguyên nhân là giá cả tăng cao, nguồn cung dầu hướng dương và lúa mì từ Nga bị hạn chế. Xung đột cũng tạo thêm áp lực cho các chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang lao đao, khiến các công ty xuất khẩu châu Âu hứng chịu chi phí tăng cao.